Màu sắc trong phong thủy nội thất. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh vlog của em Dung GSC, nơi chia sẻ những kinh nghiệm hữu ích về xây dựng. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về chủ đề màu sắc trong phong thủy nội thất có ảnh hưởng lớn đến năng lượng và tài lộc trong gia đình. Màu xanh lá cây tượng trưng cho sự tươi mới, sức khỏe và tài lộc, mang lại không gian sống thoáng mát, thư giãn. Màu xanh dương đại diện cho sự yên tĩnh và ổn định, giúp tăng cường khả năng tập trung và sáng tạo. Màu vàng kích thích năng lượng và sáng tạo, đây cũng là màu của sự giàu có và hạnh phúc. Màu đen biểu trưng cho sự tối giản và tĩnh lặng, tuy nhiên không nên sử dụng quá nhiều vì có thể làm cho không gian trở nên u ám buồn tẻ. Màu trắng mang đến sự thanh lịch, sạch sẽ và tinh khiết, tạo nên không gian sống gọn gàng và thanh cao. Màu hồng gợi lên tình cảm và sự động viên, mang lại sự ấm áp và tươi vui cho không gian sống. Việc lựa chọn màu sắc hợp lý sẽ giúp cải thiện năng lượng và mang lại sự hài hòa cho gia đình bạn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em. Nếu có ý kiến gì thì mời mọi người hãy để lại bình luận dưới video nhé. Và để được tư vấn miễn phí về xây nhà, mọi người hãy liên hệ với em qua số hotline 0949 423 009.